rồi. Hàng về anh em ơi. Cũng ơi. Rồi, tôi cũng rồi. Cũng ơi. Trôi rồi. Trướng. Đây 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 rồi 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 đó luôn rồi rồi đỏ đó đỏ rồi thủng rồi mấy cái mấy rồi 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 đó luôn rồi rồi đỏ đó đỏ rồi thủng rồi mấy cái mấy thủng rồi. Điện lại đúng không em? Thử lắm. Cũng lồ rồi. Còn lắm anh em ấy ơi. Cũng lồ. Này các bạn ơi. Chỗ to bạn ơi. Đã phê chỗ đỏ. Bài mồi của các bạn đây. 2,5 kg nha các bạn, 2,5 kg đã đánh dậy khó đánh dậy lắm tuyệt vời. Rồi hàng rồi cũng lồ rồi. Đó các bạn ơi, khổng lồ luôn. Tuyệt vời. Nói nè, 3,1 kg. Đây các bạn, 3,1 kg nha. Một cặp mà các bạn ơi, một hệ luôn rồi, tuyệt vời chứ. hai con 5 ký chắc luôn rồi, không có chạy đường nào hết trơn á. Ba chiều nó mới xuống tới đây là sáng 5 giờ nó phải đi nói lại. Đỏ rồi. ba ký. Đỏ nữa các bạn ơi. Nè. Ba con khủng rồi. Bài mồi của các bạn đấy. Tuyệt vời nha các bạn. Con này trên lịch 2,5 kg 3 kg. Nè. Ok. Nè. Bên ơi. Bên ơi đi chạy kìa. Hàng bạn ơi. Con này vậy? Con này hả? Hàng bạn ơi. Nặng lắm không? Ừ nặng lắm. Còn mấy ký? Nặng lắm. Trên vừa cậu con 10 ký đó, có cái thằng Quyên ăn đó. Hugo rồi. Hugo rồi. Trời ơi ông ơi. Trời ơi. Nặng vậy? Hugo rồi. Hugo anh em ơi. Sóng gió.
nước vậy. Cước kè xuống cái ta né mặn trời ơi con cá kìa 3 kg á vô rồi vô rồi 3 kg á 3 kg chào bá luôn các bạn ơi nè tuyệt vời chưa. Con này 3,5 kg á. Đã. Đây các bạn ơi, mình mới vừa lên con cá chua khủng các bạn ơi. Ăn thì luôn quay em kịp bạn xem nè. Nè, để mình quay lên cho các mọi người xem nè. Con cá chua đỏ. Đây các bạn ơi. Đã chưa? Con này 3 kg á. Mới ăn thì luôn mà mình quay không kịp. Cái con óc luôn, quay không kịp nè. To chưa nè. Trời ơi nó bự các bạn ơi, tuyệt vời. Hôm nay mình đánh xiên câu cá xiên đêm ở hồ Nổ La nha các bạn. Để săn cá chua cũ nha. Lên được con đầu tiên rồi nè. Mà tối quá mình quen không có được. Lên cá ôm mẹ các bạn xem nè. Phải chứ nè. Ủa cá nó mọc nó nặng đã các bạn ơi. Nè. Tuyệt vời chưa. Hy vọng vì sao. Rồi. Nữa. Rồi. 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 Bọn trôi. Con nào? Kéo chạy. Ừ. Bên cỡ đó mà. Đừng em né. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. À tuyệt vời chưa 2 kg hơn lăn xe lên chỗ đỏ nha các bạn. Trời trời quá tuyệt vời luôn các bạn ơi, tuyệt vời ông mặt trời luôn nè, đã quá trời trời. Mình câu từ hồi lúc tối ngày thứ bảy tới bây giờ cũng sáng thứ hai rồi, hai ngày một đêm đúng không, 2 đêm chứ. Đã các bạn, tuyệt vời. Có thời gian nữa. Trước ngày đi mua. Ôi. Chơi. Từ từ từ. Hai rồi đúng không? Hai rồi. Quá đã rồi. Có đi kìa. Trời. Trời. Uống nặng cục à. Nè. Trời ơi bự. Trời nè các bạn ơi. Nó đã các bạn ơi. Uống nặng à trời. Em bế nè. Ơ nè nè anh em. Trời ơi. Lớn rồi. Má nào đúng giờ ha. Thấy như cái cần như nó bèo tự nó đụng ra người không phải. Đau. Tao chích chụp luôn. Nó thấy nó cầm thì chích chụp. Ngứa tay tôi chụp lại. Ủa chụp rồi thôi chứ cái chụp. Tôi nghe nhớ chụp lại không? Ổng quay YouTube kìa. Đù má lớn à. Rồi. À, đựng cương quá. Hàng ba đó. Chơi má dữ lớn mà. Ba đó. Ô, con cá này bự á. Nói là bự luôn. Quá. Con khủng luôn. Thằng khủng các bạn ơi. Ê. À, tuyệt vời. Quá trời rồi. Mà nghĩ là quay đi tốt. 3 kg. 3 kg hả? 3 kg các bạn. 3 kg một không. Quá đã. Phải không? Má đúng rồi. Hàng đầu tiên nha các bạn. Đã.
tuyệt vời. Đó, đó, đó. Rồi. Hai kiếm máy à. Lên cá, vừa lên cá. Chú mơ, chú mơ. Lên hàng. Hugo rồi. Hugo. Đừng đừng chút nha. Màu em đúng không? Ờ, màu em á. Cái thằng đó màu của em á. Em mà. Dây lử đó nó cái lăn xơi đó nó không có tốt bằng lăn xơi của em đâu. Ôi, cho hai là chết vậy. Nó vô tụi em là chết mà. Nó gòi mà. Lên hàng nha các bạn. Trời bá luôn. Tuyệt vời. Em nói vậy mà. Một em cho anh phải lên được con cá cho 3kg. Em mới chịu bây giờ. Các bạn ơi. Nè. Hàng về bạn ơi. Con này khoảng 3,5 kg. To hơn nãy nữa. Đã cho các bạn ơi. Đi qua.